Đây là một câu chuyện đã ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống và cách tư duy làm việc của mình mãi về sau. Nhân một ngày vừa click tròn 100 triệu mua vé máy bay trốn bụi mịn Tết này, mình xin chia sẻ lại cùng với cả nhà. Có lẽ anh em thương mại điện tử, dân buôn online thị trường Việt Nam bây giờ quá quen thuộc với Facebook Ads, Shopee, Lazada, Tiki. Còn những người thế hệ sớm hơn một chút thì có thể nghe thấy chợ điện tử, vật giá, rồng bay, én bạc hay mua rẻ. Mình thì sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện thời 2007. Với chỉ khoảng 5 triệu người dùng vừa chuyển dịch từ Internet Dial-up lên ADSL thì bán hàng online sẽ kiểu như thế nào, ý tưởng thế nào, tìm nguồn hàng ra sao, triển khai bán hàng thế nào, vân vân và mây mây. Bắt nguồn ý tưởng. Bắt nguồn từ việc mình hồi sinh viên mộng mơ yêu cô giáo dạy tiếng Anh hơn 5 tuổi. Tuổi trẻ không có gì ngoài bồng bột. Khi hai người đang ngồi dưới thảm cỏ ngắm nhìn hoàng hôn ngoại ô Hà Nội. Mình có kể một câu chuyện, nếu một ngày nào đó chị vô tình gặp được cây cỏ bốn lá thì cuộc sống của chị từ đó về sau sẽ ngập tràn may mắn. Thế là chị bắt mình tìm mãi đến tối không được, về mũi đốt cho gần chết. Sau hôm đó mình có nói là sẽ tìm bằng được món quà tặng chị. Tối về bật máy tìm khắp nơi. Hồi đó thì chưa có Taobao 1688 với các dịch vụ nhập hàng tận cửa như bây giờ. Tìm sản phẩm. Mình tìm ra được một gian hàng trên Alibaba có anh đồ trang sức Mỹ ký, ép đúng loại cỏ bốn lá thật bên trong và email liên hệ họ. Nhưng đợi mãi không thấy hồi âm. Một tuần sau mình quyết định xách ba lô lên và đi sang nhà máy bên đó với địa chỉ tìm được trên Alibaba. Đúng dịp thi học kỳ mình nhờ thằng bạn đi học hộ. Với trình độ tiếng Trung một chữ bảy đôi không biết, mình nhờ bạn mình viết cho vào sổ 10 câu đơn giản về hỏi đường, hỏi ăn, hỏi chỗ nghỉ và cầm qua điện thoại bật roaming tiến thẳng lên Lạng Sơn qua cửa khẩu Hữu Nghị. Rồi sang bằng tường đến bến xe đi đến thành phố Liễu Châu nơi có cái nhà máy mình tìm thấy trên Alibaba. Trên ô tô thỉnh thoảng lại phải đưa cho thằng phụ xe chỉ xem bao giờ mới tới. Đến Liễu Châu mình bắt taxi tới nhà máy. Lúc đấy mình vẫn nhớ taxi siêu rẻ 1,2 tệ trên 1 km. Sắp xỉ với khoảng 3.000 đồng trên km thời đó. Nhưng đời không là mơ, đến nơi thì nhận được thông báo là nhà máy đóng cửa chuyển sang thành phố khác mà cũng không rõ là thành phố nào hay chuyển sang chỗ nào. Tưởng chừng phải mất công quay về thì mình liều thêm phát nữa đi thêm 500 km đến Quảng Châu tìm cơ hội. Mình đến Quảng Châu vào lúc 5 giờ sáng, ngồi ăn bát mì xong ú ớ bắt chuyện với một ông xe ôm. Giờ cho xem ảnh cái phòng trang sức cỏ bốn lá chụp lại trên mạng bằng cái HP iPad 4150. Cái này chắc giờ không ai biết là gì. Không biết tiếng nên chỉ biết đưa cho ông ấy 50 tệ. Lúc ấy là rất lớn, rồi dùng hành động cho ông ấy hiểu là mình đang đi tìm cái đó. Lên xe và đi, trao thân cho anh lái xe đầu chọc. Cuối cùng mình đến One Link International Plaza. Đợi mở cửa mình hoa cả mắt. Vào trong đó thấy đồ chơi, đồ trang trí, đồ trang sức. Chợ gồm các tòa nhà 3 đến 5 tầng san sát nhau. Mỗi cửa hàng chỉ tầm 5 đến 10 mét vuông nhưng vẫn đủ để chứa một số lượng hàng hóa đa dạng, phong phú. Cả buổi sáng đi zigzag gần hết 4 tầng mà vẫn chưa tìm thấy trang sức có bốn lá, nên mình ngồi xuống nghỉ, gọi điện cho nhà xe hỏi giờ về Lạng Sơn. Đột nhiên, ngay đối diện lại chính là gian hàng bán đồ mình tìm. Sau khi xem qua một loạt rồi hỏi giá thì hơi bất ngờ khi giá sản phẩm chỉ rơi vào 2 đến 10 tệ trên một sản phẩm, tính tỷ giá 1.500 Việt Nam đồng trên nhân dân tệ. Giá mỗi sản phẩm rơi vào khoảng 3.000 đến 15.000 Việt Nam mà đẹp lung linh. Có rất đa dạng từ vòng đeo tay, nhẫn, vòng đeo cổ, móc chìa khóa. Ngoài ra có dây đeo đen trắng bán kèm cũng chỉ 1-2 tệ. Hoa mắt lựa chọn được khoảng hơn 3.000 sản phẩm, tổng giá trị 30 triệu. Tuy nhiên lại gặp phải một vấn đề nho nhỏ là hồi đó mình cũng không có bên vận chuyển nào cả. Mấy bà xe giường nằm Hà Nội Quảng Châu cũng đóng ba mang về theo từng chuyến. Mình gọi điện về Việt Nam hỏi trợ giúp thì người thân chỉ ra cách là cho hết hàng vào ba lô rồi mang qua cửa khẩu về như vali du lịch bình thường. Hàng nhỏ nên cũng nhẹ nhàng. Bán hàng bắt đầu như thế nào? Về đến Việt Nam mình bắt đầu lên kế hoạch bán hàng. Việc đầu tiên mình nghĩ là làm sao để bán được giá cao và nâng được giá trị sản phẩm trước đã. Vì sản phẩm đẹp thật nhưng cho vào túi ni lông với cái tấm bìa bên trong trông nó không sang. Mình liên hệ với bên làm hộp giấy làm giống như hộp đựng đồ trang sức sang xịn mà mình thấy ở sân bay họ hay trưng bày. Hộp đút rất đẹp, đặt 5.000 hộp luôn mà hết chưa đến 10 triệu. Tiếp theo là phần chụp ảnh. Mình hồi xưa được bố đi du lịch Nhật mua cho cái máy Canon 2 megapixel kèm thẻ 32 MB, lấy ra chụp ảnh sản phẩm, cũng biết lấy thêm mấy lọ nước hoa của mẹ và cái điện thoại V3i làm nền chụp cho sang chảnh. Xây dựng trang web trên nền tảng My Opera Blog, rồi trỏ về tên miền luckygiftsvn.com, up hết các sản phẩm theo từng bộ sưu tập kèm giá lên trên trang blog. Nhưng làm sao để có được traffic bán hàng? Mình tham gia Trái tim Việt Nam Online từ năm 2002 và cũng biết hồi đó diễn đàn lên ngôi ngoài Bắc thì có Trái tim Việt Nam Online. Trong Hồ Chí Minh thì có 5 giây, PDA Việt, Handheld VN, mọi người hay hoạt động. Mình bắt đầu vác sản phẩm lên các bóc giao vặt để đăng sản phẩm lên. Và bán hàng thì tưng bừng. Hồi đó làm gì có cửa hàng, mình vừa học vừa bán hàng nên lúc nào cũng để hết hàng trong ba lô, sáng đi học, chiều đi ship. Các chị em gọi lúc nào thì phi đến lúc đó. Tăng trưởng phát triển. Sau một tháng một mình cày cuốc, mình kéo thêm ông anh trai vào việc đăng bài, up bài, comment cho lên top để cho bài viết mình luôn trên top. Lúc đấy doanh số tháng cũng tăng đến hơn 150 triệu.
Lúc đấy mình nghĩ vẫn có thể bán tốt hơn được. Mình liên hệ với báo Hoa Học Trò để viết bài PR. Chi phí cho bài này chỉ có 2 hộp quà 40k tặng các em cộng tác viên. Có thêm nhiều bạn biết đến hơn và các đơn hàng Hồ Chí Minh, các tỉnh khác phát sinh càng nhiều. Lúc đó thì không có COD thu hộ nên 100% đơn hàng của mình đều là chuyển hàng trước và đợi khách hàng khi nhận được hàng thì mới chuyển khoản. Một trong những niềm tin về thương mại điện tử của mình cũng bắt đầu từ đây. Lúc đó bạn tưởng tượng tỷ lệ hàng hoàn là 0,1% và tỷ lệ khách hàng nhận hàng bùng không trả tiền gần như bằng không. Hầu hết mọi người nhận hàng và chuyển khoản cho mình, có người nhanh có người chậm, cũng có người 2-3 tháng sau mới chuyển khoản. Có người lâu quá mình gọi nhắc thì họ bảo là chuyển bị nhầm số, bị trả lại và chuyển lại ngay cho mình. Một điểm nữa là chi phí vận chuyển toàn quốc cho sản phẩm của mình chỉ là 11k và cộng với giá vốn sản phẩm là khoảng 20-30k nên bán được một sản phẩm mà có 9 đơn khách hàng bùng thì cũng không sao cả. Nhiều khách hàng cứ hỏi mình anh không sợ em bùng à, mà đâu biết rằng anh đã tính hết rồi. Chăm sóc khách hàng. Lúc đó mình cầm hotline, nhiều khách báo dây bị đứt, sản phẩm bị lỗi sứt mẻ. Mình luôn luôn đổi mới, tặng miễn phí dây, mất khoảng 1-2 tệ cho khách hàng nào có vấn đề. Vì thế mà mình có thêm được rất nhiều đơn từ khách hàng cũ, họ mua thêm, mua tặng rất nhiều. Dừng hết đi Mỹ. Bán được gần nửa năm thì mình cũng có được vài trăm triệu và có được học bổng học thạc sĩ ở Mỹ. Mình bỏ tất cả đi sang một môi trường hoàn toàn mới. Tốt nghiệp năm 2011 về Việt Nam làm ngân hàng, lương 7 triệu một tháng. Nhưng mình không bao giờ có suy nghĩ là phải ra ngoài kinh doanh ngay, vì mình luôn nghĩ cơ hội lúc nào cũng có và chia đều cho mọi người. Mình vẫn chưa chuẩn bị kiến thức kỹ càng và chưa tìm được sản phẩm phù hợp. Đến năm 2014, mình mới bắt đầu nghỉ việc kinh doanh và đến giờ cũng có thêm hàng chục sản phẩm, một vài brand tốt. PS, một số bài học nhỏ nhỏ vẫn thấm cho đến bây giờ. Thứ nhất, hãy dám làm những thứ chưa ai làm, việc gì khó khăn chắc chắn sẽ ít cạnh tranh và dễ dàng thành công hơn. Thứ hai, mua hàng online hãy đầu tư vào hình ảnh thật nhiều, đừng ngại đầu tư chỉnh sửa ảnh, làm thêm content ngay trên ảnh. Thứ ba, khi bạn có sản phẩm tốt, hãy cố gắng giúp khách hàng có cơ hội giới thiệu thêm khách hàng cho bạn hoặc mua thêm. Thứ tư, cố gắng làm tăng thêm giá trị sản phẩm bằng việc thêm hộp, thêm QR code hướng dẫn khách hàng. Thứ năm, hãy tin khách hàng trước và luôn luôn nhìn bài toán theo hướng tổng quát. Đừng nhìn 1-2 đơn hàng lỗ mà bỏ qua cơ hội bán được nhiều đơn hàng hơn. Ví dụ như mình, ship 100% trước cho khách rồi chuyển khoản sau. Thứ sáu, free traffic và free media luôn là một trong những kênh hiệu quả cho sản phẩm mới, sản phẩm đặc biệt. Thứ bảy, hãy lấy vợ ngân hàng, bạn không bao giờ thất vọng đâu. Mình đã từng thất nghiệp 6 tháng, 6 tháng đó thì vợ nuôi hết. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.